Nem Cua Bể là đặc sản nổi tiếng của thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Nem Cua Bể chuẩn vị Hải Phòng gây thương nhớ với du khách bởi sự tươi ngon giòn rụm, ngon khó cưỡng. Đầu bếp Ngọc Tâm và MC Giang Thái sẽ hướng dẫn cách chế biến món ăn này trong chương trình Hành Trình Hương Vị. Mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 19h40 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.